với mong muốn mang đến cho khách hàng ba giá trị cốt lõi: an toàn, thoải mái, được yêu thương. NBN luôn chọn lọc và phát triển những sản phẩm an toàn có chất lượng cao, giúp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mái tóc và da đầu, góp phần giúp người tiêu dùng thêm tự tin. Lần đầu tiên trong lĩnh vực chăm sóc tóc xuất hiện thuật ngữ gội đầu y khoa và nhuộm tóc y khoa. Điều này được chứng minh bằng những giải pháp không chỉ mang đến vẻ đẹp cho mái tóc mà còn điều trị những vấn đề về tóc và da đầu. Vấn đề rụng tóc thường do một số nguyên nhân như thay đổi nội tiết tố, sử dụng nhiều sản phẩm có hóa chất không an toàn trực tiếp lên da đầu. NBN là một sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ nguồn gốc thiên nhiên và có tác dụng giúp kích thích mọc tóc. Trước đây thì tôi cũng đã từng bị hói và nhờ sử dụng giải pháp từ NBN. Giờ đây thì mái tóc của tôi cũng đủ dày và khiến cho tôi tự tin hơn trong giao tiếp và trong công việc cũng như là trong cuộc sống. NBN ra đời với mong muốn đóng góp một phần vào nhu cầu thẩm mỹ an toàn cũng như mang đến cho khách hàng những dịch vụ thẩm mỹ theo quy trình công nghệ hiện đại, chất lượng và chuyên biệt với đội ngũ chuyên gia bác sĩ đến từ Hàn Quốc và Việt Nam. Viện chăm sóc tóc và da đầu NBN vừa chính thức đi vào hoạt động vào cuối tuần qua tại tầng 3 khách sạn Tân Sơn Nhất, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.